Một cuộc thăm dò gần đây của đài NBC News cho thấy đa số người Mỹ không muốn ông Joe Biden hay ông Donald Trump tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2024. Một nửa số người tham gia khảo sát tin rằng tổng thống đương nhiệm không nên tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai vì lý do tuổi tác. Cuộc khảo sát được thực hiện với 1.000 người tham gia từ ngày 14 đến 18 tháng 4. Trong số những người được hỏi, 70% cho biết họ không muốn Tổng thống Biden tái tranh cử. Nếu xét riêng số người khảo sát ủng hộ Đảng Dân Chủ thì tỷ lệ này giảm còn 51%. Trong số những người được khảo sát, 60%, bao gồm 1/3 số người ủng hộ Cộng Hòa, cho biết họ phản đối ông Trump tranh cử Tổng thống năm 2024. Giải thích về lựa chọn của mình, khoảng một nửa số người không muốn ông Biden tranh cử cho biết tuổi tác của Tổng thống đương nhiệm là một lý do chính. NBC dẫn lời một cử tri của Đảng Dân Chủ nói rằng Tổng thống cần phản ánh nhóm tuổi trong nước và cả ông Trump và Biden đều nên nghỉ hưu. Ở tuổi 80, ông Biden đã là nguyên thủ quốc gia lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Ông sẽ 82 tuổi vào ngày bầu cử năm 2024 và 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu thắng cử. Ông Trump, người giữ chức Tổng thống từ năm 2017 năm 2021, hiện đang ở độ tuổi 76. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy rằng hầu hết những người ủng hộ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tỏ ra trung thành với ông Biden và ông Trump dù họ nhận thấy những sai lầm của hai ông. Trong số những người được hỏi, 88% đảng viên Dân Chủ cho biết họ chắc chắn hoặc có thể sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm nếu ông ra tranh cử vào năm 2024. Trong phe Cộng Hòa, 2/3 cử tri sơ bộ cho biết họ ủng hộ ông Trump bất chấp những cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Theo cuộc khảo sát, 68% đảng viên Cộng Hòa tin rằng các cuộc điều tra về những hành vi sai trái bị cáo buộc của Tổng thống thứ 45 của Mỹ có động cơ chính trị. NBC News nhận định rằng với tình hình như vậy, ông Trump dường như đang thoải mái dẫn trước các ứng cử viên khác trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Những phát hiện này dường như trùng khớp với một cuộc khảo sát tương tự do AP thực hiện ngày 13 đến 17 tháng 4. Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ít hơn 50% đảng viên Dân Chủ muốn Tổng thống Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc khảo sát cho thấy xu hướng này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.